Alo, alo. Anh hướng dẫn em cập nhật tiền thu chi hàng tháng nha. Thu chi hàng tháng của cái file file này. Ôi, lộn rồi. Bảng biểu nè, bảng biểu thu chi tiền nè. Thì cái bảng này nó có tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 mà nó dài quá nè, anh ngồi ngó không hết. Với mỗi tháng thường là anh tổng tiền như thế này. Thì bây giờ muốn làm gọn cái này á, em ví dụ như là bây giờ đây là tháng 5, tháng 6, bây giờ là tháng 8 đi, tháng 8 mấy cái này em copy cho anh. Copy cho anh. Qua một cái bảng mới, nó nằm em tạo ra một cái tab nữa. Như vậy, đây là thấy chi tháng 5 nè. Chi tháng 5 nè. Đó, em tạo thêm một cái nữa, em tạo thêm một bảng tính nữa. Em rename, em đổi tên nó đi, đổi tên. Em gọi là thu chi tháng 8 chẳng hạn. Thu chi tháng 8. Đó, đây là tháng 5. Và đây là tháng 8, em copy sang hoặc là em tạo mới. Rồi, chú chào con. Em copy như thế này. Sao chép em chuyển qua bát nó ra. Đây đi. A tới E, 2 tới 4. 2 tới 4, A tới E. Đây, tới đây. Em bắt ra. Đó. Ô, phải copy dưới này nữa chứ. Này đi. 2 đến 5. Ctrl C. Sao chép. Này. 2 đến 5 và E, cột E nè. Đó, em bắt nó ra. Đó. Thế là xong, em ngừng kéo này ra thôi. Là như thường thôi, y chang bên kia thôi. Không khác gì hết, kéo nó ra. Kéo ra cho nhìn thấy số số tiền là ghi chú là đó. Rồi tiếp tục ha, tháng 8. Tháng 8 đây, từ đây đến đây. Từ đây từ ngày 1 đến ngày 19 em cắt nó đi. Mà trước khi em cắt em phải đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 27 đến 44 là tổng là bao nhiêu dòng? 1 2 7 trừ 144 là 17 dòng. 17 dòng và tới chỗ D. Và tới D. Copy nó. Lập máy số 70. Rồi. Số 7 hiếu. Ô hiếu. Rồi, sao chép đó. Rồi qua tháng nè. Số tiền không có ghi chú. 6 cộng cho 17. 6 cộng cho 17, dòng thứ 6 là dòng thứ tới 2, dòng 23. Em bắt tới dòng số 23 đó, dừng lại. Đó, dán. Kéo ngày tháng về. Kéo cái này ra. Đó. Kéo ra. Ủa sao cái này bị trống vậy? Tiền hàng hoa mai. Ô, nó có một cái bị trống này. Không biết như thế nào đó, để sửa lại cho anh nhé. Rồi bôi đen đi. Đây. Này không có ngày, không có ngày. Không thấy ngày, không thấy ngày. Đó. Đó là cách
tạo ra một tab thì nó sẽ nhanh hơn. Để tháng 8 bữa sau á, cái em thêm vào tháng 9, tháng 10 thì mỗi tháng anh mở tab ra như thế này, anh sẽ tổng hợp lại được. Rồi tắt thôi.